Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe dòng xe Touring đến từ thương hiệu của Gian. Đây chiếc xe Gian XKSL2, một mẫu xe rất quen thuộc tại cửa hàng bên em. Lần này em về với tông màu đỏ với bộ chuyển động của Shimano và bộ phanh đĩa dầu thủy lực. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe Gian XKSL2 hiện nay em về hình thức còn rất tốt các bác nhé, vẫn là tông màu đỏ. Có thể nhìn thấy trên trên màn hình này, nó sơn còn rất sáng và bóng, hình thức rất tốt. Đây là một mẫu xe touring đường phố, các bác đi thanh cảnh đường phố hoặc là đi dạo đi phượt đều được chiếc xe này. Em sẽ lướt qua hình thức tổng thể, thấy đường sơn bóng ấy, chứ còn rất là mới. Rem sườn, xe đi rem sườn các bác nhé. Trên khung xe có mã QR code chính hãng của xe đây. Yên của Gian, yên zin. Với Gian thì công nghệ làm nhôm alloy cho bộ khung siêu nhẹ và bền. Và đây là SL các bác nhé, Superline. Siêu nhẹ. Giúp xe có bộ khung chắc khỏe và nhẹ hơn. Xe size S và số 2 là biểu tượng của XKSL2 các bác nhé. Tông màu đỏ. Điểm nhấn là những đường chỉ sơn màu đen và chữ Gian và chữ XKS màu trắng này. Phối màu rất đẹp các nhé. Xe được trang bị bộ líp của Shimano 8 tầng, líp Shimano các bác nhé, và củ đề của Shimano Touring TX. Bộ vành của hãng Gian, vành của Gian, vành Gian các bác nhé. Và thông số vành là vành 700 nhân 35C. Cỡ vành của dòng Touring các bác nhé. Xe bám đời tốt hơn, lốp thì có gai. Lốp này các bác còn đi được khá lâu nữa về thay. Phía bên trên phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Giang các bác nhé. Và bộ tay bấm xả của Shimano 8 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa cho xe 24 tốc độ các bác thay đổi. Tay nắm cao su của hãng Gian luôn, với bộ phanh đĩa dầu thủy lực, phanh đĩa dầu thủy lực của Techtro. Đây phanh đĩa dầu thủy lực các bác nhé. Càng nhôm càng quảng Gian. Vành trước sau nguyên cặp của Gian luôn các bác nhé, SR2. Hôm nay xe về vẫn giữ nguyên được cặp bê đan của hãng Gian các bác nhé, bê đan zin theo xe đây. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao xe đứng của xe. Xe có chiều cao xe đứng là 47 các bác nhé.
ngang là 52. Của các bác từ 1m6 đến 1m7. Size F của hãng Giang. Còn bây giờ là chuyển động. Với 8 tầng lip của Shimano. Lên lip. Với bộ đĩa 3 tầng của đây, 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, gạt đĩa của Shimano các bác nhé. Tôi lấy TX và chuyển động rất tốt. Vâng, em vừa đánh giá trong chiếc xe Gian XKSL2 dòng xe touring đường phố của Hoàng Giang mới nhất về tại cửa hàng em, và chiếc xe được bán tại cửa hàng với mức giá là 7,2 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe, lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.